Trung Quốc, xác định và bêu tên người vi phạm luật giao thông bằng ai. Thâm Quyến là thành phố đông đúc của Trung Quốc với 12 triệu dân, do đó để kiểm soát giao thông và thi hành luật không phải điều dễ dàng. Dù vậy, cảnh sát được sự trợ giúp của bàn tay vô hình, đó là thiết bị sử dụng camera HD độc quyền và công nghệ AI của startup Intellivision để xác định người phạm luật dù họ lái xe hay đi bộ. Hai năm nay hệ thống của Intellivision nhanh chóng khớp biển số xe và gương mặt của mọi người với thông tin lưu trong hệ thống của cảnh sát rồi hiển thị tên và mặt những người vi phạm trên các màn hình LED gần đó nhằm khiến họ xấu hổ. Cảnh sát giao thông thâm quyến cho biết trong 10 tháng đầu lắp đặt thiết bị trí tuệ nhân tạo, AI, khoảng 13.930 người vi phạm luật giao thông đã bị bêu tên trên bảng LED tại ngã tư Đông Đúc của quận Phúc Điền. Theo chia sẻ hồi tháng 3 năm 2018 của ông Wang Jun, giám đốc giải pháp tiếp thị, hệ thống bao gồm một mạng lưới camera. Mỗi camera có độ phân giải lên tới 7 triệu pixel, Interli Fusion còn có kế hoạch hợp tác với các gã khổng lồ công nghệ như Tencent và các nhà mạng viễn thông để giới thiệu hệ thống nơi người tham gia giao thông được nhắc nhở họ đang phạm luật và sẽ bị phạt thông qua tin nhắn tức thời trên các ứng dụng như WeChat. Dù vậy, đến nay, hệ thống vẫn chưa đi vào hoạt động tại Thâm Quyến. Trung Quốc có gần 200 triệu camera giám sát trên toàn quốc, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Chính quyền địa phương cũng đầu tư mạnh mẽ để mở rộng độ bao quát của các camera giám sát nhằm tăng cường hoạt động tri an. Một thành phố còn khoe rằng camera an ninh của họ nhìn thấy mọi thứ, không có điểm mù. Với thành công đạt được trong giai đoạn thử nghiệm, công nghệ của Interleafu sừng nay được ứng dụng cho nhiều mục đích khác. Tháng 4 năm 2018, cảnh sát thâm quyến giới thiệu hệ thống phát hiện xe ô tô vi phạm luật giao thông và chụp ảnh của cả lái xe lẫn biển số. Hệ thống nhận diện tài xế bằng cách đối chiếu với cơ sở dữ liệu của cảnh sát và từ đây xác định họ đã từng bị tước bằng lái xe hay chưa. Công nghệ tương tự cũng đang được sử dụng trên tuyến đường ven biển Hong Kong, Su 2, MACAUBZIDGE55KM dài nhất thế giới. Nhờ công nghệ của Interli Fusion, nhà chức trách đang thử nghiệm camera độ phân giải cao, khớp vân tay và quét nhiệt tại một làn xuất nhập cảnh ở thành phố Châu Hải để tăng tốc độ thông quan. Thành lập năm 2014, Interli Fusion nhanh chóng nổi tiếng nhờ là nhà cung cấp công nghệ nhận diện gương mặt cho cảnh sát thâm quyến. Tháng 1 năm 2016, công ty được quận Long Cương chọn dẫn dắt dự án nhằm xác định bất kỳ ai trong đám đông lên tới 1 triệu người chỉ trong một giây. Tháng 9 cùng năm, startup cung cấp dịch vụ an ninh nhận diện chân dung cho hội nghị G20 tổ chức tại Hàng Châu. Năm 2018, Interli Fusion trở thành đối tác chiến lược toàn cầu của Huawei với mục tiêu mở rộng kinh doanh thành phố thông minh và AI toàn cầu.